Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kết cập nhật tin tức 24 giờ. Dân mạng kêu trời vì xe khách vượt ẩu kinh hoàng, suýt gây tai nạn. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô lưu thông phía sau ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 20 gần qua ngã ba rẽ vào sân bay Liên Khương. Lúc này, một xe khách dường nành màu xanh, ban biển kiểm soát 35B00982 được cho là nhà xe Thành Dung từ phía sau bất ngờ lấn làng vượt lên. Đáng nói, tài xế xe khách này thực hiện pha vượt ngay tại khu vực ngã ba cực kỳ nguy hiểm. Chưa hết, trong quá trình vượt, chiếc xe khách còn lách qua né một ô tô con và một xe máy di chuyển ở làng ngược lại, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng rợn và chỉ biết kêu trời. Đoạn video sau đó được đăng tải trên nhiều diễn đàn hội nhóm mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng xem qua đoạn video đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật lệ và xem thường mạng sống người khác của tài xế. Facebook Tiên Nguyễn thoảng thúc, quá hải khi xem video này, tài khoản gian doãn, chạy sợ luôn cứ như phim hành động Mỹ sợ thật.